Xin chào mọi người đang xem clip. Hôm nay mình xin review những mẫu áo dài ngôi xuôi của bên áo dài Thuận Hương An Đông. Đây là mẫu áo dài kết đá pha lê, giá trị 40 đô một bộ, mua áo tặng quần. Rất là đẹp, kết cũng rất là sang, xuất sắc. Shop chỉ bán có 40 đô một bộ áo dài. Và đây cũng là một cái mẫu áo dài công rất là sang trọng và rất là đẹp. Giá cũng nhẹ nhàng, chưa đến 50 đồng. Bên shop bán giá rất là phải chăng. Mọi người nên đến những cái tiệm uy tín, giá cả rất là ổn định, tránh những cái tiệm khác họ làm giá. Và shop có những bộ áo dài nam luôn, gấm Thượng Hải, gấm Hàn Quốc và các mẫu nhung thiết kế dành cho bà xui, giá rất là rẻ. Đây. Và những mặt hàng vẽ đính đá thêu kết ren hai lớp, ren đi già hồi, có đầy đủ tất cả các mẫu cho mọi người. Em phải vô rất là đẹp và giá lại rất là rẻ nha mọi người. Cảm đến áo dài Thuận Hương An Đông, sọc C2931, số điện thoại 0944333849.